Xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay nhà em lại có một ít hàng phục vụ mọi người đấy ạ. Em xin giới thiệu qua một chút mặt hàng của nhà em hôm nay, đó là da báo, phi điệp tím, tam bảo sắc, cáo, tóc tiên, xích ngọc, hài gấm, hài mốc hồng, kiều, bạch ngọc, hoàng thảo Henry và bóc đô. Thì em xin giới thiệu lần lượt từng thứ luôn. Đầu tiên là bóc đô. Bóc đô đây, em bán 100.000 một bó này ạ. Đó, 100.000 một bó. Chỉ có mấy bó thôi. Bóc đô này. Em có một bó nghệ tâm. Chỗ này em bán 100.000. Thì trong đấy có cả một cái rể nguyên bản như thế này. Đó, rể nguyên bản nhỏ nhỏ này. Đấy, cả cái bó này là 100.000 nhá mọi người ơi. Nghệ tâm 100.000. Thế còn hoàng thảo Henry mỗi bó là 50.000. Đây ạ, có 5 bó thôi. Hoàng thảo Henry 50.000 một bó. Kiếm bạch ngọc 200.000 một bó. Kiếm bạch ngọc 200.000 một bó. Và em có một cái dề này. Cái dề này em bán là 1 triệu. Đây ạ. Đấy. Dề này 1 triệu. Hai mốc hồng hôm nay nhà em về được bằng này. Em vẫn bán giá là thôi 20.000 một lạng đi. Để cho mọi người sưu tầm 20.000 một lạng, 200.000 một cân ạ. Tiếp theo là kiều. Kiều mỡ gà. Kiều của Cao Bằng nhá mọi người ơi. Kiều mỡ gà. Đây, hoa nó như thế này. Đây ạ. Có một số thì đã nở hoa rồi, đã tàn rồi. Đây, có một số thì còn nụ như thế này. Đấy. Mỗi bó kiều này em bán giá là 100.000 ạ. Đây, đặt ra đây cho mọi người nhìn rõ. Đây, một bó như này thì là 100.000. Ngoài ra còn có xích ngọc. Xích ngọc cái này là nguyên dề nhá mọi người ơi. Đây là một dề ạ. Một dề này là 120.000. Dề xích ngọc. Còn cái bó này. Cái bó này là 100.000. Bó này thì có mấy khóm lẻ đấy. Đây. Mấy khóm lẻ, 3 4 khóm lẻ gì đấy. Thì là 100.000. Tóc tiên 100.000 một bó. Có 2 bó thôi. Cáo em không có thời gian bó thành bó nữa nên là để em bán cân 150.000 một cân ạ. Thì hôm nay cây cũng khá là to nhưng mà đa số là lá lướt nhá mọi người nhá. Cũng có lá xếp nhưng mà ít lắm. Ít lá xếp. 150.000 một cân ạ. Em có một ít hài gấm. Hài gấm thì em chia thành từng phần như thế này. Và mỗi phần là 50.000. Đó. Em bán 50.000 một cái phần như thế này. Thì có một số là thành khóm, một số thì cây lẻ. Đây. Đây, như cái này là 2 khóm này. Cái này là 1 khóm này. Đấy. Hài gấm thì hoa của nó như thế này. Gần gần giống với hài hằng nhá. Gần giống với hài hằng. Và cái nó có cái mùi có mùi đặc trưng. Nó cũng không hẳn là thơm. Đây có cây này có nụ này.
Đấy, hai gấm thì em chỉ có bằng này thôi. 50.000 một cái phần đấy nhá. Tiếp theo nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì đây em có mỗi bằng này thôi. Em bó thành một bó luôn và bán 100.000 cho mọi người sưu tầm nhá. Nhất điểm hoàng. Cây rất là mập ạ. 100.000 một bó nhất điểm hoàng này. Tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc thì em cũng chỉ còn mấy bó thôi. Đó. Và mỗi bó em bán là 80.000 nhá. Mỗi bó 80.000. Bởi vì đấy, như mọi người thấy đấy, cái đợt này thì cây nó cũng không được ưng ý lắm. Bị gãy dập khá nhiều. Đó. Và vàng lá nữa. Đấy, em bán 80.000 một bó thôi. Tiếp theo em xin giới thiệu cái lô ra bán nha em hôm nay. Rất là đẹp, cây to toàn cây khủng thôi ạ. Em bán theo thân nhá. Và có một ít lẻ thì em bán bó những cây nhỏ nhỏ ấy. Thì em sẽ giới thiệu cái phần cây to trước. Số 1 cây này em bán giá là 200.000. Một mẹ một con. Đây. Rất là dài thân. 2, 3 khoảng tầm 4 gang. Hình số 2 là đây. Rụt rịt ạ. Thân mập và lá rụt. Cây này em bán giá là 200.000 số 2. Vừa rồi nó có hai vòi hoa luôn. Và cái cây da báo này mùa này có một số lại vẫn đang nhú nụ nhé mọi người ơi. Đây này, ví dụ như đây, cái nụ nó vẫn đang nhú ạ. Nó ra hoa rồi nhưng mà nó lại chuẩn bị ra hoa đợt tiếp theo. 200.000. Số 3 là 150.000. Cái cây này thật ra rất là đẹp. Đây, cây này rất là đẹp. Tuy nhiên là cái phần lá đã bị trâu bò gì đấy ăn mất rồi. Cái phần lá này này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu nhé. Đấy, cây nó vẫn khỏe, vẫn ra hoa bình thường đấy ạ. Đây là mặt hoa của da báo. Da báo hay còn gọi là cẩm báo. Đấy, hoa này thì rất là thơm. Số 3 là 150.000. Số 4 cũng là 150.000. Và cái tình trạng của nó là cũng bị con trâu con bò ăn mất lá đây. Đấy. Thì em cũng chỉ bán giá như vậy thôi. Hình số 5. Cây này 200.000 ạ. Số 5 200.000. Có 1 cặp 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá. Hình số 6, cây này em bán giá là 230.000. 230.000, cây lá rụt nhá. Cây này cây mẹ con, tuy nhiên là do quá trình vận chuyển thì người dân người ta nhét vào bao tải ấy, thì cái mầm con đã bị ảnh hưởng rồi. Đây, cái lá ngọn thì vẫn còn nguyên, tuy nhiên là những cái lá bên dưới thì nó bị gãy. 230.000, hình số 6. Thường thường những cái cây lá rụt như thế này thì mỗi lần ra hoa nó sẽ ra từ 2 vòi hoa trở lên. Đấy, thế còn những cây lá như thế này thì thường là nó chỉ ra 1 vòi hoa thôi. Đấy, như mọi người thấy đấy, đây này. Hình số 7, cây này 200.000. Cái cây này là nó cong như thế thôi nhá, mọi người ơi, không phải bị gãy đâu ạ. 200.000, hình số 7. Và đây, cái tình trạng đó là cái lá ngọn nó bị gãy một chút ở phía bên trên này. Nó cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Cây này lá rất là dài và xanh. 200.000, hình số 7. Hình số 8
Số 8 cây lá rụt ạ, 250.000. Đây, cái mùa hoa vừa rồi thậm chí là đến 3 vòi hoa. Nhưng mà có 2 vòi thì cũng đã bị gãy rồi. Đây, 2 vòi này. Vòi này nữa, 3 vòi. Cây lá rụt này ra hoa rất là sai. 250.000, số 8. Số 9 là 150.000. Đấy ạ. 150.000. Cây này không phải là rụt. Hình số 10. Số 10 đây. Số 10 này thì lá rụt đấy, nhưng mà bị cái lá bên này chứ. Chắc là nó già, nó rụng đi rồi hay sao ấy. Em chả rõ đây. Toàn bộ một bên như thế này mất lá, chỉ còn bên kia. Cái cây này em bán giá là 120.000 ạ. Hình số 11. Hình số 11 là 200.000. 200.000. Đây, cây lá nó như thế này ạ. Thơm lắm, hoa ra báo rất là thơm. Em thấy thơm giống như cái mùi nước hoa gì đấy. Số 12. Cây này em bán giá là 160.000. Có một cái lá bị vàng. Đây là lá già. 160.000 cây này ạ. Đây. Hình số 13. Hình số 13 là cây rụt nhá. Đấy, và có một cái vòi hoa nó đang ra. Và ngoài ra thì đây này, có cái nụ nó cũng đang ra nữa. Đấy, tuy nhiên là một cái cây cẩm báo để mà chờ khi mà từ lúc mà nứt mắt nụ ra như thế này cho đến khi nó nở hoa như thế này thì cũng phải mất mấy tháng nhá mọi người ơi. Rất là chậm. Mà hoa nở thì lại bền. Đấy. Hình số 13 là 200.000 ạ. Hình số 14. Cây này lá bị cụt đi một số. Nhà em bán giá là 100.000 ạ. 100.000 đây. Tình trạng như lại cây thì vẫn rất là khỏe, tươi. Tuy nhiên là lá thì đã bị trâu bò ăn bớt đi rồi. Hình số 15. Cũng 100.000 ạ. Đấy, cây nó thì cong queo này. Rồi là cũng bị mất một số bên lá. Lá thì bị gãy như thế này. Tình trạng cây như vậy. Hình số 16. Cây này thì lại không làm sao. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy. Có 2 vòi hoa. Hình số 16, cây này 100.000 ạ. Thế còn ngoài ra có hai cái cây này. Nó cũng khủng đấy, nhưng mà lá nó cũng bị con gì ăn mất rồi. Thế nên là nhìn nó xấu hẳn, nhưng mà cho mọi người về sưu tầm, trồng và chăm sóc đến khi mà nó ra lá mới thì cũng đẹp, không kém gì mấy cái cây kia đâu ạ. Em bán chỉ 50.000 thôi. Đây, có hai cây như vậy. Mỗi cây 50.000. Và ngoài ra thì em có 3 bó. 3 bó thì mỗi bó này là 100.000 nhá. Đấy, bó này thì những cây nó nhỏ thôi. Đấy, các bác mang về làm giống. Đấy, có 3 bó này. Cây nhỏ nhưng mà đã ra hoa rồi đây này. Đấy, nhỏ nhưng không phải non. Nó cũng có hoa rồi đấy. Và những cái, đây mọi người để ý, những cái nốt này này, những cái nốt ở trên lá này này, là có một cái loại bọ. Đây em nói luôn để mọi người tiện chăm sóc. Đây ạ, mọi người có để ý thấy không? Cái con màu đỏ đỏ này ý. Đây cái con này. Cái con này là cái con chuyên gia chích ăn cái nước ở trong những cái lá này. Và tất cả những cái cây lá dày như thế này, ví dụ như cáo này, da báo, tóc tiên,
Đấy, những loại cây đại loại như thế thì là có cái con này rất là nhiều. Và mọi người chú ý là khi mà thấy có hiện tượng đốm đốm lá như thế này thì không phải bị bệnh đâu nhá, mà là do cái con bọ đỏ đỏ đấy nó chích hút đấy. Em không biết là gọi là con gì nhưng mà rất là nhiều. Nhưng nhà em trồng thì cũng phải thường xuyên phun, vừa là lúc thì phun coca để diệt kiến này, lúc thì là em pha chin su với nước em xịt thì nó cũng không chết đâu, nhưng mà nó cũng chạy đi một thời gian. Rồi đến khi nào nó quay về mình thấy lá nó bị đốm tiếp thì mình lại phun tiếp thì nó lại chạy đi. Nói chung là nó cũng chỉ đỡ thôi. Thế còn có một số người thì em thấy phun cái thuốc diệt muỗi. Nhưng mà phun như thế thì rất là ảnh hưởng đến cây. Nên là em cũng chưa sử dụng như vậy. Em chỉ phun chin su thôi. Đấy là cái kinh nghiệm của em. Còn ai có những kinh nghiệm nào hay hơn thì cùng chia sẻ với mọi người nhé. Đấy, cái con bọ này cực kỳ là nhiều, đặc biệt là ở cây da báo. Tiếp theo hôm nay em xin giới thiệu với mọi người, em có thêm một ít phi điệp. Phi điệp Cao Bằng ạ, hàng rừng Cao Bằng. Hôm nay có ít thôi. Thì em tiếp với da báo luôn, em ghi hình số 17. Cái khóm này là 500.000. Đây, có một thân hoa, một mầm và ba thân già. 500.000 ạ. Hình số 18. Hình số 18, khóm này 300.000. Sắp ra hoa rồi nhé mọi người ơi. Đây. Đây ạ. Cái nụ nứt ra rồi đây này. Đó. Có một số nơi nóng hơn thì đã nở hoa rồi. Cái này người dân khai thác ở vùng mát mẻ, trong rừng thiếu mát mẻ nên là chưa có hoa. Hình số 19, 400.000. Đây là một khóm luôn ạ. Một khóm. Đây. 400.000. Hình số 20. Khóm này 200.000 ạ. Có một thân hoa, một mầm và ba thân già. Số 21. Số 21 là 200.000 ạ. Đấy. Có thân hoa. Thân hoa dài đây, mầm 200.000. Hình số 22. Hình số 22 đây, hiện trạng cũng như vậy. Có một thân hoa à. Đây, hình này mọi người ơi, bị gãy rồi nhá. Đây, em không để ý đấy, bây giờ mới biết. Cái hình này bị gãy mất cái ngọn rồi. Tuy nhiên là nếu mà mọi người lấy về có thể vẫn có thể ươm ki được, không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì đến thân cây đâu nhé. Thôi, cái hình này bị gãy mất ngọn như này, em giảm cho mọi người còn 150.000 nhé. Hình số 22, 150.000 ạ. Tí nữa em sẽ lấy bút sửa vào, nguyên lúc lại lấy nhầm cho khách, tính nhầm cho khách. Hình số 23 là 200.000 ạ, gồm có hai khóm đây. Hai khóm đây là 200.000. Hình số 24 đây cũng là hai khóm. Hai khóm là 200.000. Hình số 25 đây là một khóm có hai mầm, cũng là 200 ạ. Hình số 26 chỗ này cũng là 200, gồm có hai khóm. Hình số 27. Hình số 27 là 150.000. Đấy, cái thân nó dài khoảng một gang tay này nhé. Đo để mọi người cùng ước lượng. Đây, cái mầm này thì nó bé như này thôi ạ. Đây. Đây, nó bé như này ạ. Hôm tí mọi người nhận hàng lại bảo là quay một đằng lại bán một nẻo. Hình số 28 là 150.000 ạ. Gồm có 3 khóm. 3 khóm đây, và cái bé nhất thì nó cũng như này. Đặt vào lòng bàn tay cho mọi người hình dung. Đó. 28 150. Hình số 29 cũng
cũng là 150 gồm có hai khóm này. Đó. Hình số 30. 150.000. Đây là thân hoa nhé mọi người nhé. Đây. Có 3 khóm như vậy. Đấy, còn khóm bé này nữa. Khóm bé này thì chả biết là à đây cũng có mầm đấy. Mà cái này hàng rừng thì chắc là nhanh hồi phục thôi mọi người ạ. 150.000. Hình số 31. 150.000. À, chỉ có một cây này thôi ạ. Có một mầm, một thân hoa và hai thân già. 150.000. Hình số 32 cũng là 150.000, gồm có hai khóm. Đây, khóm to hơn và khóm bé hơn. 32. Hình số 33 là 200.000 ạ. 200.000. Đây, có thân nó dài như vậy và thêm một khóm này. 200.000. Hình số 34. 200.000 ạ. Gồm có một cái kia như thế này. Và đây, cái kia này nữa. Đây, đầu nó ra một mầm này nữa. Đấy, thành ra là có tất cả 3 mầm cái hình này. Cái này em bán 200. Tiếp theo 35 là 150.000. Đây, thân hoa, hai thân hoa. Đây nữa là 3 thân hoa, hai mầm, còn lại là thân già. 150.000. Số 36 chỉ một khóm thôi. 150.000 ạ. Số 37. Số 37. 150. Tám. 150. Đây là lá nó tím. Lá nó tím tím nhé. Rồi là thân thì là thân rụt. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái thân già của nó đây ạ. Thân rụt là tím, có thể là lá mít. Bởi vì cái hàng phi điệp này khi mà nó mới đang là mầm thì rất là khó xác định nó là lá mít hay là lá mít, lá nhựa hay lá thường. Để khi nào nó cao đến khoảng 2 gang đi, gang rưỡi 2 gang đi mới có thể xác định được. Bởi vì lá mầm nào của nó thì cũng tròn như thế này, hầu như là thế. Đây, số 38, 150 ạ. Bác hình dung nhé. Đây, em đặt vào lòng bàn tay. Đó, nó như thế này ạ. Số 39 cũng 150. Số 39 thì xem nào, có đây, có những cái khóm nhỏ như thế này. Đó. Số 39 thì gồm có 4 khóm như vậy. Nhưng mà nó rất là nhỏ. Để em gom vào thành một khóm luôn là 150.000. Tiếp theo em còn phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì em chưa kịp tỉa rễ đâu mọi người ơi. Đây. Hàng thì rất là đẹp, sáng nay vừa mới về. Và tuy nhiên có đây như cái rễ này thì hai cái thân này ngọn nó bị cái này không phải bị cụt mọi người ạ. Cái này nó giống như là bị giống như là dị dạng gì đấy. Đây này, cả ba ngọn thì đều bị như thế này. Em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà những cái khóm khác thì lại không sao, vẫn phát triển bình thường. Rất là dài nhá mọi người ơi. Nhìn như thế này thôi nó dài. Chỗ này phải có cái cây dài nhất chắc cũng phải tầm mét 2, mét 3 đấy ạ. Dài lắm. Nên là khi mà đóng hàng thì em sẽ cố gắng uốn được, em sẽ uốn cho mọi người.
Còn nếu như ai mua cái nếu mà mua phi điệp vàng không ấy thì chắc là em sẽ phải đóng dài, không thì sẽ nó gãy cành mất. Thật sự khi mà lấy hàng những cái hàng dài như thế này em không thích tí nào, bởi vì rất là tốn tiền cước vận chuyển của khách. Đấy, nhưng mà bởi vì có nhiều người nhắn, thứ nhất là có nhiều người nhắn, thứ hai là khi mà họ đã lấy hàng đến rồi thì chẳng nhẽ lại cho người ta lại chọn lọc hàng rồi là để cho người ta lại trở về thì cũng mất công họ, nên là thôi em cũng mua giúp người ta. Đấy, cũng có những thân ngắn nhưng mà đa số là thân dài. Đây ví dụ như cái thân này này cực kỳ là to và dài. Đó. To bằng ngón cái của em rồi. Rất là to, mập. Đó. Phi điệp vàng này thì em bán giá là 150.000 một cân. Tiếp theo em xin giới thiệu đó là cây củ bầu rượu ạ. Củ bầu rượu thì mùa này là mùa bầu rượu nó bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đó. Thì mọi người trồng vào tầm này và Tết có hoa là vừa. Cái củ bầu rượu này thì đây nó sẽ ra mầm ở những cái gốc này ạ, như củ này này. Đó. Đây. Đây. Đây nó sẽ ra mầm ở gốc này nhé. Đấy, một số người thì khi mà nhận hàng với em nhìn thấy những cái nốt bị gãy như thế này thì bảo là em cho những cái củ già không mọc được, nhưng thật ra không phải như vậy nhé mọi người ơi, nó mọc ra bên dưới này ạ. Đây ạ. Đó. Đây ví dụ như cái củ này. Đây này. Nó có những cái nốt, đây là những cái vòi hoa cũ của nó. Người dân người ta đi lấy đã bẻ đi. Đây và mầm nó ra vào chỗ này này mọi người ơi, đây này. Đấy, mầm tím tím này mọi người có thấy không? Đấy, chứ không phải ra vào cái mầm cũ này đâu nhá. Cái mầm cũ này là cái thân hoa già của nó thôi. Đó, mùa này là mùa trồng cái củ bầu rượu này rất là hợp lý. Đây ạ. Đấy, như cái cây này thì vừa rồi đây, mọi người có thể thấy là nhìn vào cái này chúng ta có thể thấy được cái thân hoa. Ví dụ như củ này này, có hai thân hoa ở cái mầm mới của nó đây ạ, tím tím đây ạ. Đó. Cái củ đậu này thì hoa nó màu vàng và ra vào dịp Tết âm lịch. Đó, đây là những cái mầm ra tím tím đấy. Đấy, củ bầu rượu này thì hôm nay về cái mẻ này, củ nó cũng không được to lắm đâu. Em bán giá là 80.000 một cân. Đó, củ nó chỉ trung bình, nó chỉ như thế này thôi. Đó, có củ nhỏ hơn. Có củ thì nhỏ hơn, có củ thì to hơn một chút. Nhưng mà em bán, em sẽ nhặt, em sẽ không chọn nhé. Em sẽ nhặt mặc định luôn cho mọi người. Đây, có những củ như thế này, bé tí xíu như này. Cái này thì em sẽ bỏ ra thôi, em sẽ không gửi cho mọi người. Đó, bầu rượu 80.000 một cân. Ngoài ra thì nhà em vẫn về thêm tắc kè đá nhé, mọi người ơi, đây. Tắc kè đá, mùa này đun nước uống là hợp lý rồi. Mùa này uống rất là nhiều nước. Riêng tắc kè đá này thì phiên nào em cũng lấy, bởi vì nhà em vẫn đang sử dụng, đun uống rất là nhiều. Chỗ này bị nắng nên là nhìn nó không được rõ lắm. Cái tắc kè đá này em vẫn bán giá là 80.000 một cân nhé mọi người ơi. Đây, kéo vào đây để mọi người nhìn rõ hơn. Đó, tắc kè đá 80.000 một cân. Cái này chúng ta có thể về thái lát ra đun nước uống luôn chứ không cần phơi khô. Bây giờ nhà em toàn làm thế, cứ một ngày thái khoảng 2 củ như này, đun nước uống trong ngày luôn. Bởi vì cái này để lâu thì nó cũng giống như là các loại lá khác thôi, nó mùa này nó dễ bị thiêu. Hoặc là chúng ta có thể để vào bình và để tủ lạnh, cho nước vào bình để tủ lạnh thì cũng được khá lâu.
Đấy là toàn bộ hàng của nhà em ngày hôm nay. Cái đuôi cáo, dáng hương đuôi cáo. Đây, cái này thì em không xếp ra nữa, bởi vì nhiều quá, xếp ra thì cũng mất công bê đi bê lại. Cái này thì em nhận xỉ nhá, riêng dáng hương đuôi cáo thì em nhận bán xỉ trên toàn quốc. Ai lấy nhiều thì em có thể gửi xe cho. Và giá lẻ là 150. Giá xỉ thì mọi người lấy bao nhiêu cân thì gọi điện cho em nhé, để biết giá nhé. Rồi, đấy là toàn bộ mặt hàng của em trong ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu lại, em tên là Tuyết, ở thành phố Cao Bằng. Mọi người cứ gọi em là Tuyết Kha cũng được, để đỡ nhầm lẫn với lại người khác. Số điện thoại của em là 0914 996 482 ạ. Đấy, hôm nay clip hơi dài một chút, bởi vì quay những cái hình số thì phải miêu tả chi tiết cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của em nhé. Hẹn gặp lại ở những cái phiên tiếp theo.